Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 11, mảng một chiều. Thì ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về nhập và in mảng, thì ở tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái phần C, đó là các thao tác xử lý khác. Chúng ta sẽ học 3 thao tác xử lý. Cái thao tác xử lý đầu tiên đó là đếm các phần tử trong mảng thỏa mãn điều kiện cho trước. Ví dụ đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình của tuần. Thì tương ứng chúng ta sẽ có những cái câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Đầu tiên chúng ta sẽ gắn điểm bằng 0 và chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 cho đến n. Nếu mà tham chiếu đến từng phần tử mà giá trị của nó lớn hơn trung bình thì chúng ta sẽ cho biến điểm cộng 1. Các em chú ý vào cái rẽ nhánh là nếu AI lớn hơn trung bình. Rồi, chúng ta sẽ có cái mảng này là mảng AI. Cái nhiệt độ trung bình là chúng ta tính được là 18,7. Rồi, y chúng ta sẽ chạy từ 1. Đầu tiên gán điểm bằng 0. Y bằng 1 thì A1 nó sẽ bằng 17. Và 17 này nó sẽ nhỏ hơn trung bình cho nên là điểm vẫn bằng bằng 0. Điểm vẫn bằng 0. Do đó là câu lệnh sau đen nó sẽ không thực hiện điểm bằng điểm cộng 1. Quay lại vòng lặp for, tăng y lên bằng 2, y bằng 2 thì A2 nó sẽ bằng 20. Và 20 lúc này nó sẽ so sánh với trung bình, nó lớn hơn trung bình cho nên câu lệnh sao đen nó sẽ được thực hiện, đó là điểm bằng điểm cộng 1. Thì lúc này điểm của chúng ta sẽ bằng 0 cộng 1 là bằng 1. Quay lại vòng lặp for. Tiếp tục tăng y lên bằng 3. Y bằng 3 thì A3 nó bằng 18, 18 nhỏ hơn trung bình cho nên là câu lệnh sao đen sẽ không được thực hiện. Và điểm lúc này vẫn là bằng 1. Quay lại vòng lặp for, tăng y lên bằng 4. A4 thì nó bằng 21, lớn hơn trung bình cho nên điểm sẽ bằng bằng 2. Cứ tiếp tục như thế cho đến tăng y lên bằng 5, y bằng 6, y bằng 7. Y bằng 7 thì nó bằng AI là A7. A7 nó bằng 19, nó lớn hơn trung bình cho nên là đếm lúc này sẽ bằng 3 cộng 1 là bằng 4. Cái thao tác xử lý thứ hai đó là tính tổng các giá trị phần tử trong mảng. Ví dụ tính tổng nhiệt độ các kề trong tuần. Thì tương ứng chúng ta có câu lệnh trong Pascal, đó là tổng gắn bằng 0. Cho y chạy từ 1 đến n tổng bằng tổng cộng AI. Chúng ta không tính tổng. Chúng ta tính tổng nhưng mà chúng ta sẽ không đưa ra tổng, mà chúng ta tính tổng để chúng ta tìm được cái nhiệt độ trung bình trong tuần. Tại vì muốn tính được nhiệt độ trung bình thì chúng ta phải có cái tổng nhiệt độ, sau đó chúng ta chia lại cho n thì nó mới sẽ ra nhiệt độ được trung bình. Tại vì chúng ta không biết là chúng ta sẽ nhập bao nhiêu phần tử. Cũng tương tự như thế, mảng AI tổng gắn bằng 0. Đầu tiên y bằng 1 thì A1 bằng 17. A1 bằng 17 thì tổng lúc này sẽ bằng tổng cộng AI, đó là 0 cộng 17. Tại vì A1 nó bằng 17 cho nên 0 cộng 17 là 17. Rồi sau đó nó sẽ quay lại vòng lặp for. Tăng y lên bằng 2. A2 nó sẽ bằng 20. Và lúc này là nó sẽ cộng vào 17 cộng 20 nữa là 37. Tương tự như thế nó sẽ cộng dài lên. Được là 131, tổng nhiệt độ là 131. Được cái tổng nhiệt độ này chúng ta chia cho n thì nó sẽ ra nhiệt độ trung bình thôi. Và đây là cái chương trình tổng quát. Sau khi mà chúng ta đoạn trên là khai báo mảng một chiều, ba dòng trên va là khai báo mảng một chiều. Từ nhập vào số ngày, từ write nhập vào số ngày, read write cho đến là tổng bằng tổng cộng AI thì nguyên cái đó là nhập mảng một chiều và tính tổng. Còn đếm số phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó thì nó sẽ chạy từ dòng là trung bình gán bằng tổng chia cho n, chạy tới cái dòng là đếm bằng đếm cộng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ có đưa ra hai cái output, đó là nhiệt độ trung bình là bằng bao nhiêu và số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình. Ở trên này là chúng ta tính tổng bằng tổng cộng AI, chúng ta được tổng rồi thì lúc này trung bình nó sẽ được trung bình sẽ bằng là tổng chia cho n. Và điểm lúc này chúng ta sẽ gán bằng 0. Chúng ta gán là lúc nào cũng trước cái dòng lặp for nha.
cho nên là những cái biến này nó không không thay đổi. Thì chương trình chạy về nhập vào số ngày là 7, nhập nhiệt độ ngày thứ nhất, thứ hai cho đến là thứ bảy, thì nó sẽ đưa ra nhiệt độ của trung bình của 7 ngày là bao nhiêu, và số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình là 4. Và cái thao tác xử lý thứ ba đó là tính tổng các phần tử trong mảng thỏa mãn điều kiện cho trước. Ví dụ tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3 thì chúng ta sẽ thêm cái chỗ này nữa. Tổng gắn bằng 0 cho y chạy từ 1 cho đến n, nếu mà ai mod 3 bằng 0 thì lúc này tổng bằng tổng cộng ai. Còn hồi nãy mình không có cái điều kiện đó là nếu mà ai mod 3 bằng 0, chúng ta chỉ cộng vào mà chúng ta không có xét điều kiện, tương tự như những bài chúng ta đã học rồi ha. Rồi, cũng tương tự như thế thì a y bằng 1, a1 nó sẽ bằng 17. 17 17 mod 3 nó có bằng 0 không? 17 mod 3 nó không bằng 0 cho nên tổng lúc này vẫn là bằng 0. Tiếp tục tăng y lên bằng 2, a2 nó sẽ bằng 20. 20 mod 3 nó có bằng 0 không? Nó cũng không bằng 0 cho nên là câu lệnh sau đen nó cũng không được thực hiện. Tăng y lên bằng 3. Y lên bằng 3, a3 bằng 18. 18 mod 3 thì nó sẽ bằng 0 cho nên là tổng lúc này nó sẽ bằng là 18. Tại vì chúng ta tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3. Cái giá trị nào mà nó chia hết cho 3 thì chúng ta sẽ cộng vào. Tiếp theo là 21. Đó là A4. A4 là bằng 21. 21 mod 3 thì nó sẽ bằng 0. 24 mod 3 nó sẽ bằng 0 cho nên là tổng lúc này sẽ bằng tổng cộng y, tức có nghĩa là bằng cái tổng trước đó liền kề cộng cho 21, nó sẽ được 39. Tiếp tục như vậy là cho đến là phần tử thứ 7. Chúng ta sẽ được cái tổng đó là 39. Thì cái phần này chỉ có bao nhiêu thôi, bây giờ thầy sẽ demo cho các em thấy. Chúng ta qua phần Pascal. Rồi, ở đây đầu tiên là nhập và in mã. Đây. Khai báo. Mã này 300 phần tử. Cái bài nhập in mã này đây, từ cái dòng write cho đến đây là nhập. Đầu tiên là nhập số phần tử mã, tức nghĩa là mã này có bao nhiêu phần tử. Tiếp theo là chúng ta sẽ là nhập giá trị của từng phần tử mã là cái đoạn này. Đó. Rồi, chúng ta muốn in ra tất cả những cái phần tử trong mảng, in theo cái kiểu xuôi á, thì chúng ta sẽ in từ 1 cho đến n. Còn nếu mà chúng ta muốn in ngược lại, ví dụ muốn in 5 trở về trước, thì chúng ta sẽ down to lại cái chỗ, chúng ta cho cái chỗ này là lập tiến, chúng ta sửa lại lập lùi là thì nó sẽ in mảng ngược thôi. Các em quan sát chương trình cho kỹ rồi chúng ta sẽ ghi lại. Và bây giờ chúng ta sẽ biên dịch và chúng ta sẽ chạy không lỗi run. Nhập số phần tử mảng thì nhập là 3. Phần tử thứ nhất là thầy nhập là 4. Enter 6, enter 1, enter. Rồi, nó sẽ đưa ra mảng 461. Đó là mảng xuôi. Rồi, cái thứ hai là cái điểm lẻ. Rồi cũng tương tự như thế. Rồi muốn điếm hay làm bất cứ cái thao tác gì, chúng ta cũng có nhập số phần tử của mảng nè, rồi nhập từng phần tử của mảng nè, lúc nào chúng ta cũng có cái những cái dòng lệnh này hết. Tiếp theo là điếm lẻ chúng ta sẽ gắn bằng không. Đây, thao tác khác nhau là chỗ này. Điếm lẻ gắn bằng không. Điếm lẻ thì chỗ này chúng ta có thể là AI mod 2 bằng 1 hoặc là AI mod 2 khác không gì cũng được. Thì điểm lẻ bằng điểm lẻ cộng 1 thì chúng ta sẽ in ra thôi. Chỗ này là cộng 1 ha. Cộng 1 thôi, in ra điểm lẻ. Rồi chúng ta chạy. Rồi ví dụ thầy nhập cũng tương tự là 3 phần tử. Vậy là số nào lẻ thì nó sẽ in ra, ví dụ thầy nhập là 3, 4, 6, vậy là mấy có mấy số lẻ. Số lượng các phần tử có giá trị lẻ là mấy? Là 1. Nè, chỉ có thằng 3 là 1
46 là chẵn. Rồi cái bài cuối cùng là bài chia hết cho 3. Tổng các số chia hết cho 3 thì cũng tương tự. Lúc nào chúng ta cũng có những cái thao tác là nhập. Nhập số phần tử của mảng, rồi thế là nhập từng phần tử. Tổng gắn bằng 0. Nếu mà y mod 3 bằng 0 thì tổng bằng tổng cộng y nè. Tổng cái số chia hết cho 3 là tổng. Rồi chúng ta run. Tương tự nhập 3 số thôi, ngắn gọn. Chia hết cho 3, 3, 4, 6. Vậy là tổng nó sẽ là 9 ha. Rồi các em xem lại phần lý thuyết, coi chương trình. Rồi cái bài học ở tiết này đến đây là hết ha. Chào tất cả các em.